lại nói vô lậu bất tư nghì pháp thẩm thâm vi di diệu nay ta đã đầy đủ duy ta biết là tướng mười phương phật cũng như vậy đây là lời trong kinh pháp hoa cho thấy vô lậu thẩm thâm mà đức phật thành tựu được là pháp di diệu thậm thâm không thể nghĩ bàn vẫn là câu thấu tột tướng chân thật của các pháp đối duy chân tướng của tất cả các pháp thấu triệt rốt ráo thật sự thông đạt chỉ có phật mới biết được ngày nay các nhà khoa học có thể phát hiện được a lại gia nhưng không biết a lại gia từ đâu đến điều này đức phật biết được khoa học và triết học phát triển đến ngày nay từ lâu trong kinh phật đã nói rõ về điều này cảnh giới của họ chỉ đến đây thôi vì sao vậy đức phật nói trong tám thức Công năng của ý thức lớn nhất Ý thức nghĩa là tư tưởng Tư tưởng quả thật không có biên tị Không có phạm gì Ngài nói lớn Ngày nay gọi là vật lý thái không Nghiên cứu vũ trụ đại vũ trụ Có thể nghĩ đến biên duyên của vũ trụ Về nhỏ Họ có thể thấy được a lại gia Có thể nghĩ đến a lại gia Không thể tiếp tục phát triển thêm nữa Đây là phạm vi của nó Tư tưởng là vọng tâm Pháp giới hư không giới là vọng cảnh Là a là già biến hiện ra a là gia là vọng tâm Vọng tâm có thể duyên định vọng cảnh không duyên được chân thật Nên chân thật thì nó đành chịu Chân thật phải như thế nào? phải buông bỏ mới biết được chân thật. Không dùng tâm ý thức sẽ thấy được. Có thể chứng đắc. Tâm là gì? Khởi tâm động niệm. Đức Thế Tôn hỏi tâm có mấy niệm? Đó là nghiệp chướng của a la gia Mấy thức là chuyển tướng của a la gia Mấy tướng là cảnh giới tướng của a la gia Quý vị xem Đức Phật hỏi ba vấn đề này Ba điều này đều bất khả đắc vì sao vậy? vì thời gian nó tồn tại chỉ là 1.600 triệu trên một giây như vậy làm sao biết được? không có cách nào nó giống như một luồng điện chỉ chớp một cái là lập tức không còn nữa. Ánh chớp này trước mắt chúng ta, chúng ta còn chưa kịp nhìn thấy, mắt ta nhìn không kịp, tốc độ của mắt không bằng. Nó quá mạnh. Chúng ta có nhìn thấy chăng? Không nhìn thấy. Là không thấy thật chứ không phải giả. Ánh chớp này là gì? Đó là hiện tượng. Ánh chớp mà chúng ta thấy là tướng liên tục của nó tương tương tự tương tục không nhìn thấy được chân tướng của nó nhưng đức phật biết được chân tướng này vì sao phật biết được ngài không khởi tâm không động niệm không khởi tâm không động niệm là tự tánh tánh vô cùng linh mẫn thứ cực kỳ di tị nó cũng thấu rõ cũng chính là nói tốc độ của nó bằng với tốc độ của ta thậm chí là hơn tốc độ của ta biến pháp giới hư không giới là tự tánh biến hiện ra trong kinh Phật thường nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Tâm tức là tự tánh. Tất cả các pháp đều là tự tánh biến hiện ra. Rời tự tánh tất cả pháp đều không còn. Tự tánh là vĩnh hằng bất biến. Gọi là chân tâm thường trú, nghĩa là nó bất sanh bất diệt như như bất động Ngài Huệ Năng Kiến Tánh đã nói ra tất cả Tự tánh thanh tịnh Xưa nay chưa từng bị nhiễm ô Không sanh không diệt vốn tự đầy đủ Ở trước chúng ta đã nói đến Nó có thể sanh ra dạng pháp vốn tự đầy đủ thực tế mà nói thì không nhiều nhưng khi nó khởi tác dụng thì xuất sanh vô tận cho nên đối với việc này tôi đã suy nghĩ rất lâu sau đó đến ủng dạng qua rất tương tự cùng một đạo lý nếu nắm bắt được nguyên tắc này vô sự bất biện